Chào các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ đăng nhập một tài khoản Zalo mà chúng ta sử dụng ở trên hai chiếc điện thoại của chúng ta nha. Trong trường hợp là bạn với người yêu bạn hoặc là vợ với chồng, chúng ta sử dụng hai chiếc điện thoại, tuy nhiên thì chúng ta lại muốn sử dụng chung một tài khoản Zalo. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là sử dụng chung một tài khoản Zalo ở trên hai điện thoại? Thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ sử dụng được hai cái điện thoại để sử dụng chung một tài khoản Zalo nha. Đầu tiên thì ở đây mình sẽ sử dụng một chiếc điện thoại trước. Mình lấy ví dụ là mình sẽ sử dụng cái chiếc điện thoại này để mình đăng nhập một tài khoản Zalo, mà cái tài khoản Zalo trước đó là mình đã đăng nhập ở trên một cái thiết bị khác, một cái điện thoại khác. Đó, và mình muốn sử dụng chiếc điện thoại này để mình sử dụng chung cái tài khoản Zalo mà đã đăng nhập ở trên cái thiết bị khác rồi nha. Rồi. Đầu tiên thì ở trên cái điện thoại của mình thì các bạn vào cái cửa hàng Chevrolet cho mình. Ở đây thì các bạn có thể tìm kiếm cho mình một cái trình duyệt có tên là Dolphin. Đây, các bạn có thể là tải cho mình cái trình duyệt Dolphin nha. Đó, các bạn sẽ cài đặt cho mình cái trình duyệt này về nha. Đó, cái trình duyệt này thì nó có biểu tượng là một chú cá heo nha. Các bạn cài đặt cái trình duyệt này về. Cái trình duyệt này thì nó là vô cùng nhẹ thôi, cho nên là nó sẽ cái thời gian cài đặt nó sẽ rất là nhanh. Các bạn chờ một chút để cái cài đặt để cái trình duyệt này nó được cài đặt cho trên điện thoại của mình thành công. Như vậy là nó đã cài đặt thành công và các bạn sẽ nhấn vào mở cái trình duyệt này lên. Các bạn cấp quyền cho nó nha. Đây, mình sẽ cấp quyền cho cái trình duyệt này. Sau khi mà mình cấp quyền thành công thì đây là giao diện ở bên trong của cái trình duyệt này, thì cũng tương tự như những cái trình duyệt khác, ví dụ như là Chrome hay là Cốc Cốc hay là những cái trình duyệt khác, thì nó đều cho phép chúng ta có thể là lướt web ở đây. Ví dụ ở đây nó có những cái trang web sẵn này, như là Facebook này, YouTube hay là những cái trang báo để chúng ta có thể đọc báo nha. Đó. Các bạn có thể thêm những cái trình duyệt vào đây bằng cách là chúng ta nhấn vào cái dấu cộng này để chúng ta thêm những cái trình duyệt mà chúng ta yêu thích vào đây. Đó. Rồi. Tiếp theo thì sau khi mà vào cái trình duyệt Dolphin này thì các bạn nhấn vào cái biểu tượng cái chú cá heo này. Đó, thì nó sẽ ra cho chúng ta những cái phần này chúng ta có thể cài đặt được, và các bạn nhấn vào cái phần cài đặt ở đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ kéo sang cái trang bên cạnh. Đó. Ở đây thì trong cái phần là người truy cập này, người dùng truy cập, các bạn để ý này. Đó, trong cái phần tùy chỉnh này nó có một cái mục là người dùng truy cập. Các bạn nhấn vào. Ở đây thì nó đang mặc định là Android nha, thì các bạn có thể là tùy chỉnh, ví dụ như là cái phần người dùng truy cập này các bạn có thể là Android này, nếu điện thoại của các bạn là iPhone thì các bạn để là iPhone, iPad hoặc là desktop. Desktop ở đây có nghĩa là nó dùng chung cho những cái máy tính, ví dụ như là laptop này hay là máy tính địa bàn thì nó đều gọi chung là desktop nha. Đó, mình sẽ chuyển qua giao diện desktop này, rồi các bạn nhấn vào OK, rồi như vậy là xong. Tiếp theo này, ở trong cái phần tìm kiếm này thì các bạn sẽ gõ đây, các bạn sẽ gõ vào cái phần tìm kiếm, sau đó các bạn sẽ nhấn vào, các bạn sẽ nhấn là chat này chấm Zalo chấm mi. Đó, các bạn sẽ gõ và tìm kiếm cái từ này chat chấm Zalo chấm mi và các bạn nhấn vào OK. Đây, đây là cái ở trong cái giao diện đăng nhập của cái Zalo. Các bạn sẽ gõ là chat.zalo.me thì nó sẽ ra như này. Ở đến đây thì chúng ta sẽ có hai cách để đăng nhập cái tài khoản Zalo vào. Thứ nhất là các bạn sẽ quét cái mã QR ở trên cái thiết bị điện thoại mà đã đăng nhập cái tài khoản Zalo trước đó. Thứ hai là các bạn sẽ đăng nhập theo cái cách thông thường, đó là chúng ta nhập mật khẩu và số điện thoại vào. Đó. Thì tùy vào các bạn thích đăng nhập cái kiểu nào cũng được. Ở đây thì mình sẽ quét cái mã QR cho nó nhanh. Đây, mình sẽ sử dụng này. Đây, ở đây là mình sẽ sử dụng một chiếc điện thoại mà đã đăng nhập cái tài khoản Zalo và mình muốn sử dụng cái tài khoản Zalo đang đăng nhập ở trên cái thiết bị này, dùng luôn ở trên cái thiết bị này. Đây, mình sẽ vào cái tài khoản Zalo này. Đây, đây là cái điện thoại mà mình đã đăng nhập sẵn cái tài khoản Zalo và mình muốn sử dụng. Mình muốn dùng cái tài khoản Zalo ở trên cái điện thoại này bằng cái tài khoản này. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần quét này. Đó. Như vậy là mình đã quét thành công. Các bạn thấy đấy.
nó đã quét thành công và mình sẽ cho phép cái điện thoại này nó được đăng nhập vào cái tài khoản Zalo ở trên đây. Mình sẽ nhấn vào phần đăng nhập này. Đấy, mình sẽ sử dụng vân tay luôn. Đó. Như vậy là mình đã cho phép được thành công là cái tài khoản này. Đây mình sẽ để hai chiếc điện thoại ở đây cho các bạn xem. Đây, đây là giao diện của cái ứng dụng Zalo trên máy tính hay còn gọi là desktop này. Đó. Và bây giờ thì các bạn có thể dùng một cách hoàn toàn bình thường. Ở đây bên lên mình sẽ nhắn tin này. Trên đây mình sẽ nhắn tin nha. Đó. Sau khi mà trên đây mình nhắn tin thì bên đây nó sẽ có tin nhắn nó đọc được nha. Đó, mình sẽ vào này, nó sẽ đọc được tin nhắn hoàn toàn bình thường. Các bạn cũng có thể vào phần danh bạ này. Đây. Mình sẽ vào phần danh bạ trên đây cho các bạn xem. Nó hoàn toàn giống nhau nha. Đấy. Đó. Và như vậy là các bạn có thể sử dụng cái cách này, cái tính năng này thì chúng ta có thể là đăng nhập và cũng như là sử dụng hai cái điện thoại cùng một tài khoản Zalo. Có thể là vợ chồng các bạn cùng sử dụng luôn một tài khoản Zalo để có thể là kiểm soát lẫn nhau. À, thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái cách này thì chúng ta đăng nhập những cái tài khoản Zalo và chúng ta sử dụng ở trên hai điện thoại khác nhau nha. Và video hướng dẫn của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích và hữu ích được cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, giúp mình có thêm động lực để ra thêm nhiều video mới và có ý nghĩa. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.